Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương chúc mừng thành phố Cần Thơ đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành và công bố quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch thành phố, huy động các nguồn lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, Cần Thơ phải đi lên từ chính nội lực của mình, đồng thời nêu rõ các nguồn lực và các giải pháp tạo nguồn lực cho Cần Thơ. Đó là lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là nguồn lực chính, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức. Bên cạnh đó là nguồn lực về cơ chế chính sách, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù và tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để tạo nguồn lực cho phát triển. Quy hoạch Cần Thơ cần bám sát các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, kết nối với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, huy động đủ nguồn vốn đáp ứng yêu cầu thực hiện quy hoạch thông qua triển khai giải pháp cụ thể đối với từng nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong đó đáng chú ý là cần phát huy nguồn lực từ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông cũng như khai thác kết nối giao thông, thương mại, du lịch. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh cần có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp theo quy hoạch của thành phố, thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Trong chương trình, Cần Thơ giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, dự án đầu tư vào tỉnh. Công bố quyết định phê duyệt và báo cáo các nội dung cơ bản của quy hoạch tỉnh, trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trao chủ trương tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát dự án trên địa bàn.